Một xe tới điện BA1200 của hãng Fujifa. Nói đồng chuẩn 100%. Các cạnh của rotor rất là sắc, hệ thống bánh răng rất là nét, đều đặn. Hộp điện, tủ điện, sử dụng tủ điện 70 ohm. Tay bấm làm bằng chất liệu nhựa đặc biệt. Bên trong thì là công tắc này là nhựa cao cấp nên chịu cường độ dòng điện ampe cao, ít khi bị lỗi. Tủ điện nằm ở trên thân máy nên ít khi bị chập cháy, xảy ra hiện tượng phóng điện. Đặc biệt là dây đồng làm bằng đồng chuẩn 100%. Phanh và côn được nắp sau motor.